Em chào các bác nhá. Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Hôm nay ở xóm em có làm cái đường bê tông. Hôm nay em sẽ review cho bác xem chiếc máy Volvo VRUB55B. Hôm nay là đang khoai cái cống lên để mở rộng cái con đường bê tông này. Hôm nay chiếc máy Volvo của chúng ta còn khá là đẹp, máy bay nhá. Để cái tiếng máy ở tầm này mà tốc độ làm rất chi là nhanh, phải nói là máy này rất khỏe, cũng là máy Mỹ. Chứ còn em thấy mấy con máy tàu là nghe ý ảnh lắm. Ô tô chở chỗ khác đến và chỉ là để đắp vào cái mép đường thôi nha các bác nhé. Còn cái chỗ mà vét lên này thì là sẽ phải đổ cát và lu. Thank you.
video cũng khá là dài rồi. Em xin kết thúc video đây nhá. Và các bác hãy ấn chuông và chia sẻ ủng hộ kênh em nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.